Cuộc đời ngắn ngủi của Tổng thống trẻ nhất nước Mỹ John Kennedy luôn được công chúng quan tâm, nhất là sau khi ông bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Sách Một cuộc đời giang dở của Robert Dallek do Nguyễn Sĩ Hưng dịch sang tiếng Việt cung cấp nhiều bí mật về sức khỏe và chuyện đời cựu Tổng thống Mỹ Kennedy. Đây là cuốn sách được các nhà phê bình đánh giá là cuốn tiểu sử trọn vẹn và xúc động nhất về Kennedy, ra mắt năm 2004. Với tầm nhìn và khát vọng, cha ông đã quyết tâm bằng mọi giá đưa người con của mình trở thành Tổng thống Mỹ, khiến những người con nhà Kennedy luôn cố gắng vươn lên, không bao giờ chấp nhận vị trí thứ hai hay thứ ba. Tác giả đã không né tránh những điểm yếu của Kennedy, đồng thời khám phá những điểm mạnh của nhân vật và mang đến bức chân dung sống động về một Kennedy táo bạo, dũng cảm, phức tạp, anh hùng. Kennedy là một Tổng thống có tầm nhìn xa, luôn bình tĩnh khi xử lý các vấn đề đối nội, đối ngoại được dân chúng Mỹ tín nhiệm. Ông không muốn có sự đối đầu giữa các dân tộc.